Đây, đào. Tên. Ôi, sẽ có observer ở đây nhỉ? Tôi sẽ là... Ui. Hello! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft thí nghiệm trên TikTok tập tiếp theo. Và trước các bạn đón video này, nếu như bạn nào là fan chân của mình, như yêu mình cũng như thích làm tiếp tục những cái video về thử nghiệm trên TikTok nữa, thì đừng quên là để lại cho mình hashtag, đó chính là để xem hết hashtag cho mình là số 79 và hashtag mời các bạn mình nhé. Và đừng quên là giúp mình đạt 1113 like cũng như là 33 chia sẻ để mình có lực làm thêm tập tiếp theo nữa nha. Và nhớ theo dõi mình livestream hàng ngày trên nonolive.com/17077 vào lúc 18 giờ nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video clip ngày hôm nay thế nào. Let's go. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những thí nghiệm gì nào các bạn ơi. Và trước khi bắt đầu vào video này á, thì nếu như mà bạn nào chưa biết á, thì lịch ra video của mình là thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật vào lúc 4:30 chiều nha các bạn. Thì nếu như mà bạn nào chưa biết thì nhớ theo dõi vào những cái gọi là ngày đó và khung giờ là 4:30 chiều để gọi là có thể nhận được thông báo khi mình ra video nha. Còn không thì kích cái chuông cũng được. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go để coi thí nghiệm đầu tiên là cái gì. Gì vậy? Xung quanh của bedrock như là dòng lava à? Là xe tay. Các bạn coi clip này các bạn hiểu không? Bạn nào mà hiểu á thì các bạn comment ở bên dưới nha. Đừng xem tiếp nha, từ dừng lại và comment ở bên dưới nha. Ok. Đấy, mình thấy là mình hiểu rồi đó. Rồi, đó, bạn nào mà hiểu á thì dừng lại và comment ở bên dưới nha. Sau đó xem tiếp, mình sẽ giải thích ở cái phần thử nghiệm của mình nha. Let's go. Ok, sau khi coi xong cái video thì các bạn có hiểu không? Hiểu ý nghĩa của video không? Đó, thì ý nghĩa nó của nó là như thế này nha. Đây, 1, 2, 3, 4, đây, ok. 3 x 3 ở giữa. Thì cái ý nghĩa của nó là sao? Tức là khi các bạn cầm cái cục netherite bạn ném xuống lava thì nó không cháy, còn cái cục bedrock ném xuống thì bị cháy, đúng chưa? Nhưng khi các bạn đặt cục bedrock ra và cục gọi là netherite ra thì đây, để mình game mode không hả? Mình diễn tả cho bạn xem. Thì cái cục netherite đập được. Đó, đập được. Nhưng ném vào lava thì không cháy, còn cái cục bedrock thì không đập được nhưng ném vào lava thì cháy. Đó, đó là ý nghĩa của cái thí nghiệm này các bạn. Nhưng mà cũng đúng thôi. Tại vì sao? Tại vì cái cục netherite này á, nó là block của địa ngục. Ờ, đúng không? Địa ngục thì nó đã là cái block của địa ngục thì lấy cái gì mà nó còn bị cháy nữa thì thôi chứ, đúng không? Đó, nhưng không sao. Nó chỉ là block không cháy thôi các bạn, chứ không phải là gọi là block cứng nhất. Cứng nhất là anh này nè, đại ca nè. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí nghiệm tiếp theo nha. Let's go. Và thí nghiệm thứ hai nè các bạn ơi. Nghe thấy hấp dẫn rồi đó. Mũi tên bắn vô cái trứng rùa. Có gì nữa đây? Ui, gì mà xịn sò dặm đá đỏ rồi rớt rồi tùm lum mà. Là sao? À, mình hiểu rồi. Tức là ở đây thí nghiệm với lại trứng rùa, mà trứng rùa ba loại đều không vỡ mà lại dặm chân lên lại vỡ các bạn. Vô lý thật sự. Rồi, để mình vào mình test rồi mình nói rõ hơn cho các bạn nha. Let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí nghiệm thứ hai nha các bạn. Thí nghiệm thứ hai á thì chúng ta sẽ thử nghiệm với lại trứng rùa các bạn ơi. Trứng rùa gọi là siêu siêu toa khổng lồ. Này, bỏ vô. Rồi, sau đó là để cái cần gạt ở đây và chặn lại. Tức là sao? Tức là đây mình sẽ gạt cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Bùng bị bắn vô trứng rùa không bể nha. Rồi, tiếp tục là test trứng rùa với lại lava. Sao ta? Cái này khó ta. Hơi khó, từ để mình test cái đã. Bay lên đây. Rồi đó, phải hướng xuống vậy mới dễ test. Rồi để một cái xô lava vô. Sau đó là chúng ta để cái cần gạt vô và mình cần nhìn được thì mình sẽ lấy cái kính trong cho các bạn nhìn nha. Y chang trong clip luôn nha. Thì cái này các bạn gọi là hiểu cái ý nghĩa của clip không? Đó chính là từ từ để mình ốp lại cái đã cho nó đừng chảy lung tung cái đã. Đây. Đó, ok chưa? Thả. Tức là lava nó phải
Ui mình lava phải cách lên thêm ô nữa. Thôi mình đổ tay cho nhanh cho rồi. Bài đặt gọi là gì? Màu mè, gọi là đổ bằng dispenser rồi, các bạn thấy không? Đổ lava xuống không hư cái trứng rùa nha. Tiếp tục là chúng ta sẽ thêm cái này vô và chúng ta sẽ có là một đống anvil các bạn. Ơ da, chết rồi, không được. Để này lên, sau đó là để một cái. Rồi, đó, như thế này các bạn thấy không? Có một đống anvil nha. Ui, cái này mình phải khó thế. Ui, khó thế. Rồi, đó, mà một đống đe luôn và không đè bể được cái trứng rùa nha các bạn. Nhưng chúng ta chỉ cần từ phải game bắt không mới được hay sao á. Game bắt một nó bị lên lửng các bạn nè. Mũi tên bắn không sao, lava đổ không được, đè không sao hết, giảm lên bể. logic ở đâu đây, không thể tin được. Ok, chúng ta đến với thí nghiệm tiếp theo nào. Let's go. Tiếp theo là thí nghiệm thứ ba các bạn, lại một thí nghiệm với trứng rùa nữa. Đây. Wow. Làm gì nhìn xịn sò con bò à? Mình biết rồi, cái này như là làm farm này. Làm farm zombie nước. Chắc luôn. Lại bảo là không phải đi. Cái này là farm zombie nước chắc luôn. Nhìn là biết luôn, dân chơi nhìn phát biết luôn. Trời ơi. Rồi, leo lên. Hãy gọi là gì, zombie nước. Nhưng mà cái này á, có một cái mẹo các bạn không cần, các bạn vẫn có thể farm bình thường nha, không cần phải game bắt một thả zombie nước gì đâu nha. Tí nữa mình thử nghiệm, mình sẽ gọi là test cho các bạn cũng như là hướng dẫn cho các bạn biết. Ok, bây giờ mình vào mình thử nghiệm luôn nha. Lại một thí nghiệm liên quan tới gọi là trứng rùa đó các bạn. Nhưng mà hiện tại là mình đang kiếm cái chỗ di tích phế tích cổ các thứ á, nhưng mà kiếm không ra các bạn ơi. Kiếm không ra cái chỗ có cái phế tích cổ, thì cái này á làm ở phế tích cổ thì ở dưới nước á thì nó sẽ gọi là hiệu quả nhất các bạn. À đây đúng không? Ồ không phải đây. Cái chỗ mà từ để mình kiếm coi. Cái chỗ mà nó có mấy cái bằng gạch đá đồ đó các bạn, và có thêm mấy cái cục mắt ma đồ đó thì nó sẽ hiệu quả nhất các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình kiếm không ra, thế nó mới chết chứ. Mà mình định kiếm ra mình test cho bạn xem luôn. Tức là kiểu như là bạn làm ở đó thì cái con quái á, mà cái con gì ta, cái con zombie nước á nó à đây. Đúng ta. Ờ như là đoạn gần đoạn này nè, hợp lý nè. Rồi thì các bạn sẽ tạo lên giống như trong clip là 5x5, 1, 2, 3. Thì bây giờ mình đặt vô luôn. Ôi không được. Bây giờ mình đặt vô là nó bị đó, các bạn phải làm 5x5 nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Để mình rút nước ra chứ. Không mình đặt như này nó nước nó vô sao, đúng không? Nó đâu có rút ra nước ra được. Đó, rồi sau đó là chúng ta ốp thêm một lớp nữa. Ốp ở trên này chặn nước lại nha các bạn. Một thứ nhất là chặn nước đó, thấy không? Nó xuất hiện mấy cái con zombie nước này. Đấy, rất là gọi là lợi luôn, khỏi cần các bạn phải tạo ra. Đó, đây là cách test gọi là chính xác nhất luôn nha. Đấy. Rồi mình sẽ cần có cái mút nó hút nước ra nè. Ui. Hơi tối nha. Có đèn nữa. Xì. Đó, lấy điện biển ngay. Một. Đó, hai cục. Ba cục. Rồi, đào ra. Ôi, cái này người ta làm 5x5 lận bạn ơi, mà mình làm 3x3 à. Nhưng mà thôi kệ, 3x3. 3x3 hình như là nó hơi hơi fail. Ok, bây giờ để mình bọc thêm một lớp ở bên ngoài nữa đi là thành 5x5 chứ gì. Ok, mình đã gọi là lấy ra nè bạn. Đó. Rồi, ở đây là chúng ta ốp. Chết rồi, chơi ngu rồi. Không sao, đó. Ốp như thế này, thích thì ở trên này ốp luôn cũng được. Đó, rồi mở ra nha các bạn. Thì cái cửa này á, zombie nó đi qua được nha các bạn. Rồi sau đó là ốp vô như thế này. Đó, ở đây tương tự ốp vô như thế này không? À, vẫn được đúng không? Rồi, 1, 2, 3.
1 2 3. Đấy, thì á khi các bạn ốp như thế này á là con zombie á nó vẫn đi ngang qua được nha các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng gọi là cái trứng rùa để dụ nó. Tại vì sao? Tại vì mình cũng chả biết tại sao mấy con zombie nó có gọi là sở thích với trứng rùa mà, như zombie Bitman nó cũng có sở thích với trứng rùa nha. Còn con zombie thường cũng có sở thích với trứng rùa luôn. Thấy trứng rùa là nhào tới à, không hiểu luôn. Cơ chế nào mình cũng chả hiểu được. Nhưng mà nói chung là tụi nó rất là thích trứng rùa các bạn. Đấy, từ từ nó nạp ra. Đấy. Đó, và các bạn làm ở gần những cái phế tích cổ như thế này á là nó spawn ra con zombie nước luôn. Thì các bạn sẽ dễ dàng gọi là farm nó ha. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lên 1 2 ngay chỗ này đúng không? Lên vô đây. Và ba xuống hà lóc nữa cho nó chắc ăn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Chưa gì mà nó đã tự động đi vô rồi, các bạn thấy không? Mình chưa làm, mình còn chưa farm làm xong nữa là nó tự đi vô rồi. Quá tuyệt vời. Đó, tụi nó rất tình yêu, rất mãnh liệt với lại cái gì ta? Trứng rùa. Đấy, thì cái khu vực này nó sẽ spawn ra những cái con zombie nước thì nó sẽ tự động vô đây nha. Đây là một cách farm zombie nước các bạn. Và các bạn có thể kiếm được thêm cái gì ta gọi là đinh ba luôn. Water lộn tự nhiên si. Đây, chúng ta sẽ đổ nước vô đây. Đấy, và sẽ có một cái ô ở đây. Và như trong clip á thì bạn sẽ đào xuống thêm ô nữa thì cho nó rớt vô, rồi bạn để hopper để cái rương vô là bạn chém thôi, đánh thôi. Đó, thì tí nữa nó sẽ spawn ra và nó sẽ tự động đi vô hả bạn. Đấy, rất là hay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với thí nghiệm tiếp theo nha. Let's go. Tiếp tục đến với thí nghiệm tiếp theo nè các bạn ơi. Gì đây? TNT. Oh my god. Pum. Chết ngay, làm sao sống được, TNT bình thường đã chết rồi. Còn cái này á nó còn có thêm cái gọi là gì, pha lê en nữa. Trời ơi sao mà sống được các bạn ơi. Ok, đây là hình như là một cái bẫy chôn các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ vào mình thử nghiệm cho các bạn xem luôn nha. Vô. À, chúng ta đến với một cái gọi là bẫy chôn các bạn. À, TNT. Rồi obsidian. Rồi end crystal đây. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhờ? Thì ở đó nãy lúc nãy là từ để mình coi. Lúc nãy đã làm như là 5x5 á. Này, như thế này. Đó. Đúng chưa? Đi xuống dưới cuối luôn. Nhưng mà cái này hơi thấp các bạn. Cái do mình là cái gọi là người ta cái tạo ra cái địa hình phẳng các bạn thì nó sẽ hơi thấp. Đó, nên mình chơi xuống dưới tầng bedrock luôn. Hợp lý chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy. Rồi đặt ở đây, 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 ở đây. Ôi ui. Đỉnh cao, đỉnh cao. Sau đó là chúng ta sẽ sao ta? Chết rồi, khó đập đây. Rồi ok, chơi một cái cục ở giữa luôn cho nó chắc ăn. Đó, rồi như thế này, đó, thì các bạn có thể để như thế này. Sau đó là các bạn sẽ để gọi là sỏi lên. Gravel và... ấy chưa, phải ốp lại thành theo cái hình gọi là 5x5 nữa. Đó, như thế này. Hợp lý chưa? Rồi sau đó bạn ốp sỏi lên. Thì cái này á nó miêu gọi là mô tả thôi nha các bạn. Chứ còn chắc chắn là mình không có cái nào mà nó cao gì để mình mô tả cho nó dễ. Đấy, sau đó bạn để này lên. Để xung quanh lên. Đó, và để một cái rương. Trong rương để một ít kim cương. Đấy, là đảm bảo là sẽ bị chôn. Đấy, như thế này. Và bạn đi tới đây. Đó, dặm thì rớt dưới. Đó. Nè. Wow. Bay cái in văng lên trên luôn chứ. Sợ vãi nồi. Ok. Như vậy là bẫy chôn này khá là thành công các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với thí nghiệm tiếp theo nha. Đây là thí nghiệm cuối con ngựa nó cùng các bạn à. Để coi thí nghiệm cuối cùng là cái gì nha.
TNT Observer. Lại là chôn rồi bạn ơi, cái này mình nghi ngờ là chôn lắm, đúng luôn, chính xác luôn. Trời ơi, lại chôn nữa, quá nhiều bẫy chôn các bạn ơi. Rồi luôn. Ôi nó hơi chậm nhờ, nó nổ hơi chậm nhưng mà cũng khá là gọi là ok các bạn. Nổ hơi chậm nhưng mà cũng khá là ok. Rồi, bây giờ chúng ta vào test thử thôi nào. Nhanh cái tay lẹ cái chân nào các bạn ơi. Ôi, thí nghiệm cuối cùng lại thêm một cái bẫy chôn nữa các bạn, nhưng mà cái bẫy này thì gọi là đơn giản hơn lúc nãy một xíu ha. Rồi chúng ta sẽ có diamond, lấy cái cup với lại cái cục này, và mình sẽ cần có một ít đá stone đấy, để chúng ta làm cho nó giống trong kia nhá. Đầu tiên là mình sẽ làm 1, 2 rồi cục kim cương sẽ là ở đây đó, như thế này. Ê, từ từ, đầu tiên là chúng ta sẽ phải để cái này nó nhanh quá. Vì là phải để như thế này đó, thì khi các bạn đập cái cục lên thì nó sẽ truyền điện nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để đây, và ở sau này là chúng ta để full TNT đó, hợp lý chưa? Đấy, đây để như thế này luôn, để lắp hết TNT luôn đó, rồi sau đây bạn ốp lại đá lại thôi là xong. Đấy, ok chưa? Game mất không? Sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đây, đào. Ôi sao có observer ở đây nhỉ? Tại sao lại ui. Yeah, nhưng mà vẫn không chết các bạn ơi. Nói chung là chỉ làm gọi là bạn bè sợ thôi, chứ không có thể nào chết được các bạn. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng khá là vui mà chôn mà. Tội tham kim cương là mình phải chôn các bạn. Ok các bạn ơi, thì có lẽ là ngày hôm nay tới 5 thí nghiệm đã kết thúc rồi. Thì nếu như bạn nào thích thì đừng quên làm tiếp tục những video như thế này. Thì đừng quên share một like, một share cũng như một lượt ký. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.